Danh ca Giao Linh trở lại sau nỗi đau mất chồng vẫn tiếp tục ca hát. Mới đây, chương trình Đời Nghệ Sĩ đã lên sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long với sự tham gia của danh ca Giao Linh, một cây đại thủ trong làng tân nhạc Việt Nam. Tại đây, nữ danh ca đã lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau khi chồng qua đời tại Mỹ vào cuối tháng 9 năm ngoái. Cô nói, sự mất mát này của tôi cho tới hiện tại vẫn không gì có thể bù đắp được. Lúc đi thì hai người, lúc về khi phi cơ đáp xuống Việt Nam chỉ có mình tôi, lặng lẽ lắm. Tôi biết tôi về lần này sẽ không còn anh bên cạnh nữa. Từ ngày anh mất cho tới bây giờ tôi hụt hẫng lắm. Cuộc sống của tôi sau khi chồng qua đời chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ vất vả. Ngày xưa anh lo cho tôi từ A tới Z, có nhỏ nhất cũng tới tay anh. Bây giờ không có anh nữa thì giống như tôi phải làm lại từ đầu. Đây cũng là điều mỗi lần suy nghĩ lại tôi luôn tự trách mình, tại sao không nhận ra sớm hơn. Con người đâu ai sống mãi với nhau được, mà tôi không biết lo dù cũng đôi lần anh tập cho tôi. Khi chồng mất không để lại di chúc, tôi phải tự tay lo mọi thủ tục giấy tờ. Tôi càng làm thì càng phải lấy nhiều giấy tờ đồ đạc liên quan, nên nhận ra được chồng mình vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Anh ghi từng chỗ, chỗ nào cần cất cái gì, nên đôi khi xem lại đồ đạc kỹ vật lại rơi nước mắt, tôi thấy anh chuẩn bị kỹ càng quá. Thế mà thời gian trôi qua, tôi lại không biết trân quý những điều đó. Thấy anh lo cho tôi thì tôi vui lắm, nhưng bản thân lại không trân trọng. Nếu thời gian cho phép quay trở lại, thì tôi cũng xin được bắt đầu lại với anh bằng tất cả sự trân trọng mà tôi dành cho anh. Giao Linh chia sẻ thêm, tôi luôn tâm niệm rằng trong cuộc đời mình chắc không có người đàn ông thứ hai nào như chồng tôi có thể đối xử với tôi như vậy. Chồng tôi là một người kiên nhẫn. Trước khi lấy nhau vào năm 1988, thì 20 năm trước đó tôi và chồng cứ 10 năm lại gặp nhau một lần. Trước khi kết hôn, chồng tôi cũng thật thà cho biết anh có rất nhiều con, nhưng đối với tôi thì không thành vấn đề. Chúng tôi về sống với nhau cũng có con chung, nhưng tiếc rằng không giữ được bé. Mất con tôi khóc hoài, anh mới nói em khóc làm gì, anh con đông lắm, anh sẽ đưa con về sống với em. Tôi nghĩ vậy cũng ổn, thế là tôi và chồng ở cùng các con rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hiểu những người vợ trước đã cho anh những đứa con tuyệt vời, nên tôi phải luôn trân trọng điều đó. Cách dạy con của những người phụ nữ ấy đã tạo nên những đứa con ngoan hiền. Chính tôi cũng tự nhận thấy điều này qua cách đối xử của các con với mình. Công sức của những người mẹ đã sinh những đứa con cho anh cũng rất lớn. Trở lại Việt Nam sau khi chồng qua đời, Giao Linh cho biết sẽ vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát mình vì đó là đam mê, nguồn sống của cô. Bên những dòng tâm sự, khán giả còn được chìm đắm trong không gian âm nhạc của nữ hoàng sầu muộn Giao Linh qua tiếng hát dạt dào cảm xúc với loạt nhạc phẩm bất hủ như Đêm Tâm Sự, Không Bao Giờ Quên Anh, Bần Tráng Suy Tư, Đom Đóm, Dấu Chân Kỷ Niệm.